giảm đau khi sinh bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng là gì ạ? Và giảm đau thì cái quá trình mà giảm đau đấy thì có bị đau không? Có mất nhiều thời gian để làm cái thủ thuật đấy không ạ? Thưa các bạn, giảm đau bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng là các bác sĩ sẽ tiêm vào vùng thắt lưng của các bạn một mũi tiêm để gây tê dưới da. Sau đó các bác sĩ sẽ luồn một catheter vào khoang ngoài màng cứng của bạn. Và thông qua cái catheter đó, chúng tôi sẽ truyền các thuốc gây tê và các thuốc giảm đau. Mục đích để phong bế cái cảm giác đau ở vùng bụng. Và vì vậy mà cái mức độ đau của các bạn sẽ giảm được tới 70-80%. Các mẹ thường sẽ thắc mắc xem là liệu là mức độ giảm đau là có rõ rệt hay không, thì tôi xin nói lại là mức độ giảm đau có thể đạt tới 70-80%. Nên các bạn cứ yên tâm để sử dụng nhé.